ơi, hôm nay bạn đến đón tôi bằng một chiếc xe mới nữa. Nhưng mà sao tôi thấy bên ngoài của chiếc xe này nó cũng khá là bình thường, không gì đặc biệt lắm. Sao bạn chọn đón tôi bằng xe này á? À, đây là cái mẫu Subaru Forester ISI, là cái phiên bản cao cấp nhất. Thì đây là một cái mẫu SUV thuộc hạng C và nó có tầm giá từ 1 đến 1,3 tỷ đồng. Nhìn bề ngoài thì nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà cái đặc biệt của chiếc xe này nó nằm ở cái công nghệ an toàn. Có thể nói đây là một trong những cái chiếc xe SUV trong cái tầm giá đó có nhiều cái công nghệ an toàn nhất thời điểm hiện tại. Nhìn mới có bằng lái á, nhưng mà còn nhát lắm, chưa có dám lái ra đường nhiều. Mình chưa có cảm giác lái, chưa có quen với kiểu xe cộ đông đúc. Cho nên là giờ cũng ngồi xem lái sao, học theo thôi. Có cái tính năng nào mà nó giúp mình an tâm hơn khi mà lái xe cho những người mới học lái không? Thì nghĩ cái mẫu Subaru Forester này nó hỗ trợ khá là tốt đối với những người mới lái như Nhi luôn á. Nó một số cái tình huống khi mà đi trên đường á, Nhi sợ nhất là gặp phải những cái tình huống nào? Sợ nhất hả? Là kiểu mình đang chạy xong có cái xe phanh gấp phía trước, đỡ không kịp ha. Rồi không, mấy cái đoạn đi qua hẻm cũng sợ nữa nha, người ta sẽ băng qua bất chợt. Là đại khái là những cái tình huống mà có phương tiện cắt ngang đầu xe mình bất ngờ, hoặc là dừng trước đầu xe mình bất ngờ, đúng không? Thì cái mẫu xe này với cái công nghệ ISI, nó sẽ phát hiện được những cái chướng ngại vật hoặc là những cái phương tiện mà bất ngờ ở phía trước đầu xe, và nó sẽ hỗ trợ phanh khẩn cấp. Thì cái tính năng đó gọi là cái tính năng hỗ trợ phanh tránh va chạm. Thì nó sẽ dùng những cái camera ở phía trên này, hai con mắt ở đây, nó sẽ quét ở phía trước, và nó tùy theo từng, nó sẽ đo được cái khoảng cách và tốc độ để nó hỗ trợ cái lực phanh theo từng cấp độ, để giúp cái xe của mình tránh được những cái va chạm đáng tiếc. Thêm một cái điều mà Nhi hơi lo nữa là chân ga với chân thắng, tại vì mới học lái á, mình hay loay hoay á. Và dạo này thì thấy trên báo cũng có nhiều cái trường hợp mà cũng bị nhầm chân ga chân thắng và xảy ra những cái tai nạn liên hoàn rất là khủng khiếp. Xe điên đúng không? Thực tế thì không có chiếc xe nào xe điên hết á. Cái vấn đề điên hay không là do người lái á. Và để hạn chế được cái việc đó thì Subaru Forester nó có thêm cái tính năng kiểm soát bướng ga. Khi mà chúng ta đạp ga một cách bất thường, đạp thốc ga một cách đột ngột, thì nó sẽ tự động hạ cái công suất động cơ xuống để tránh cái tình trạng cướp ga, hạn chế được những cái nhầm lẫn giữa ga với phanh. Thì đây cũng là một cái tính năng thì nghĩ là rất là hữu ích đối với những người lái mới. Ngoài ra thì cái mẫu xe này nó cũng có cái hệ thống kiểm soát hành trình chủ động nữa. Thì khi mà Nhi đi trên cao tốc chẳng hạn, thì có thể cài đặt để mà cái việc mà di chuyển trên cao tốc của mình nó trở nên nó bớt căng thẳng hơn. Cái xe nó sẽ tự động giữ cái tốc độ, giữ khoảng cách với xe phía trước sau khi mà chúng ta cài đặt. Một cái hiện thấy cũng khá phổ biến đó là cái công nghệ hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo trên làn đường. Thì khi mà chúng ta đi ở cái vận tốc mà tầm 50-60 rồi đó, thì chiếc xe nó sẽ nhận diện được cái lane đường này. Tức là nếu mình đi lệch qua cái lane khác, đúng rồi, thì nó là sao? Sẽ cảnh báo, nó sẽ phát cảnh báo đối với mình. Chúng ta sẽ hạn chế được mình lo nói chuyện quá, xe phía trước di chuyển rồi mình chưa đi nên nó cũng thông báo đến mình. Cũng là một cái nữa để mình nói về cái công nghệ an toàn cho chiếc xe này. Khi mà chúng ta đậu đèn đỏ chẳng hạn, xe phía trước di chuyển rồi mình mãi ngồi trong xe mình nói chuyện, hay là mình không tập trung, mình không chịu di chuyển thì nó cũng sẽ phát cảnh báo. Đó là tính năng phát hiện xe phía trước di chuyển. Nãy giờ thì mình cũng thấy được rất nhiều những cái tính năng an toàn được trang bị trên mẫu xe này. Như thế là nó tập trung vào cái chuyện an toàn khá là nhiều khi mà sử dụng ISI nè, để đo khoảng cách, rồi nguy hiểm khi mà người ta vượt ngang, vượt dọc, hay là cái chuyện phanh thắng, rồi cả cảnh báo nhắc nhở khi mình dừng đèn đỏ nữa. Rồi bây giờ để người mới có bằng lái lái thử để cảm nhận sâu sắc và rõ nét nhất những tính năng này nha. Ok. Đổi tài. Mình tập vào đổi tài. Chia sẻ thêm một xíu về cái cảm giác lái của Nhi đi ha. Thì Nhi thấy rất là thích cái vô lăng này, bởi vì nó nhẹ, nó dễ dàng thao tác. Với lại cái tầm nhìn cao á, mình cảm thấy mình an tâm hơn khi mình quan sát được ở phía trước. Thêm vào đó thì mình có cái cảm giác như là mình kết nối được với chiếc xe á, chứ không phải là mình và chiếc xe là hai chủ thể rời rạc đâu.
với những người mà họ yêu thích về cái đẹp hay là về nữ giới thì có thể lần đầu tiên khi nhìn chiếc xe này họ không quá ấn tượng. Tuy nhiên khi mà trải nghiệm lái rồi thì mình thấy là cái việc quan trọng hơn hết đó là chúng ta phải tự tin và cảm thấy an toàn khi lái một chiếc xe nào đó, thì đó mới thực sự là chiếc xe phù hợp với mình. Và với cái việc động cơ bền bỉ của một hãng xe Nhật như thế này thì Nhi nghĩ đây sẽ là một lựa chọn rất là thích hợp với những ai mà mới lái xe, muốn có một người bạn đồng hành trên những chặng đường dài của mình, thì đây sẽ là một lựa chọn. Thì nghĩ thì thời điểm này mua cái mẫu xe này cũng khá là hợp lý. Hiện tại thì Subaru đang có những cái chương trình khuyến mãi rất là hấp dẫn lên đến 200 triệu đồng, đồng thời thì cái năm bảo dưỡng cũng được tăng thêm 1 năm. Thì nếu như thời điểm hiện tại mua xe thì đây là một trong những cái lựa chọn mà đáng cân nhắc.